sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Đây là khoảng thời gian vàng cho các thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh. Trong những mùa tuyển sinh trước, không khó để bắt gặp những câu chuyện dở khóc, dở cười khi đạt điểm số gần như tuyệt đối, vẫn có thí sinh chọn đại học. Và câu chuyện đăng ký nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển đại học là một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của nhiều phụ huynh và học sinh. Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là câu hỏi thường được đặt ra đối với nhiều thí sinh có mong muốn trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Thực tế, trong 3 năm gần đây, mỗi năm quy chế có điều chỉnh nhỏ về kỹ thuật, tạo điều kiện hơn cho thí sinh khi xét tuyển vào các trường. Năm nay, việc cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần cũng là một điểm mới theo hướng có lợi cho người học. Khi đạt được một cái ngưỡng điểm nào rồi thì nên gọi là đăng ký vào cái ngành này ngành kia để cho nó phù hợp với điểm, và thứ hai là phù hợp với cái nguyện vọng của các em, đúng không? Thì các em có thể là điều chỉnh nhỏ, ví dụ điều chỉnh về thứ tự các nguyện vọng, đúng không? Hoặc là điều chỉnh về tổ hợp. Đấy, chúng ta có về trường Bách Khoa ấy, thì cũng như một số các trường khác thì xét tuyển vào các ngành ấy thì có nhiều cái tổ hợp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng năm ngoái khoảng 50%. Theo các chuyên gia giáo dục, thí sinh nên suy nghĩ và có chiến lược ngay từ đầu, tránh điều chỉnh nguyện vọng quá nhiều lần. Với phương thức xét tuyển điểm ở kỳ thi trung học phổ thông, ở thời điểm này, thí sinh nên chọn tổ hợp môn có điểm cao nhất để xét tuyển. Đối với các em thi mà không, tức là không tham gia vào cái xét tuyển kết hợp ấy, thì các em cũng yên tâm rằng là cái chỉ tiêu dành cho các em luôn luôn là trên 50%. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì cái công bố chính thức là 50%. Thế còn thực tế thì do cái đợt 1 nó ảo rất lớn. Vì các em mà chẳng hạn có IELTS chẳng hạn thì các em có thể đỗ vào hàng chục trường khác nhau, nên là các em chọn rất nhiều. Thế thì cái chỉ tiêu mà nó còn lại ấy, mà không tuyển hết của 50% ấy, thì lại chuyển sang cho cái đợt sau. Với cách xét tuyển như là những năm gần đây của Bộ Giáo dục Đào tạo xét tuyển theo nhóm và là ở toàn quốc thì cái tỷ lệ ảo nó giảm đi rất là nhiều. Chỉ có những trường, những học viện, cơ sở giáo dục đào tạo mà không tham gia cái lọc ảo đó ấy, thì sẽ gọi là có một cái lượng nào đó. Thực tế, việc đăng ký bao nhiêu nguyện vọng không quá quan trọng, mà quyết định là việc sắp xếp các thứ tự nguyện vọng cho hợp lý. Thí sinh cần ưu tiên đầu tiên là sở thích và năng lực bản thân, cần định vị được bản thân mình, cần xác định được sở thích và năng lực trong lựa chọn ngành nghề. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2021 là trước 17 giờ ngày 16 tháng 9.